Đời người sống chết có phải do số hay không? Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Thưa quý vị, dân gian có câu nói, sống chết có số, phú quý tại trời. Điều này hàm ý rằng mỗi chúng ta ở trên đời đều đã được định sẵn. Việc giàu có hay là nghèo túng, hạnh phúc hay đau khổ, sung sướng hay vất vả, và thậm chí là sẽ qua đời năm bao nhiêu tuổi, ấy gọi là số phận của mỗi con người. Đôi khi chính số phận ấy khiến quý vị cảm thấy bất công. Vì sao người kia chẳng giỏi giang hơn mình, chẳng sống tốt hơn mình, thậm chí lại còn ích kỷ, hẹp hòi, nhưng lại gặp nhiều may mắn trong cuộc sống? Phải chăng thiên đạo đôi lúc cũng có sự sai lệch? Để hiểu rõ hơn về điều này, quý vị hãy cùng lắng nghe những lý giải trong những câu chuyện sau đây nhé. Câu chuyện thứ nhất, âm mưu hại người khiến gia đình tuyệt tự. Chuyện kể rằng, ở huyện Hồ Quảng, thời nhà Thanh, có một vị quan họ Thịnh vốn là người mưu sâu kế hiểm. Ông ta luôn tìm cách để mọi việc có lợi nhất cho mình, bất chấp có ảnh hưởng đến người khác ra sao. Trong huyện có một gia đình họ Trương định cư trên mảnh đất rất đẹp. Viên quan kia thèm muốn chiếm dụng đất ấy để xây biệt phủ mới cho mình, nên mới bày mưu tính kế. Một ngày nọ, họ Thịnh thuê một tên trộm đem đồ quý của quan phủ nhân, nửa đêm leo tường giấu vào nhà họ Trương kia. Sáng sớm hôm sau, vị quan giả vờ hô hoán mất đồ, rồi cử sai nha đi khắp huyện để tìm kiếm. Vừa đến trước cửa nhà họ Trương, lũ sai nha lập tức xông vào đòi lục soát. Quả nhiên đã phát hiện đồ vật quý. Chẳng cho cơ hội giải thích, binh lính gô cổ ông Trương lên công đường. Ngồi trên xử án, viên quan họ Thịnh vu cáo trắng trợn, ép ông Trương phải nhận tội. Chúng còn dùng cực hình để ép cung. Ông Trương tuổi đã cao, không chịu nổi, đã buộc phải nhận lỗi. Họ Thịnh không chậm trễ, tống ông vào ngục. Sau đó, viên quan họ Thịnh gây áp lực, bắt vợ con ông phải bán cả ngôi nhà với giá rẻ mạt, rồi đuổi cả gia quyến ra đường. Uất ức trước án oan thấu trời xanh, ông Trương đã tự vẫn trong lao ngục. Họ Thịnh đã đạt được mục đích, liền ngay lập tức xây trên mảnh đất một tòa lâu đài cao tuyệt đẹp để hưởng thụ. Vài năm sau, trong một lần đang xử án thì người nhà bỗng hớn hải chạy đến thông báo: công tử bỗng dưng phát điên rồi. Hóa ra là người con trai duy nhất của ông ta đang bình thường bỗng hóa dại, đập phá đồ đạc, thậm chí là đòi nhảy từ trên lầu xuống. Họ Thịnh lập tức bỏ công đường chạy về nhà thì thấy con đã sủi bọt mép, nằm bất tỉnh nhân sự. Trong tay nó cầm một mảnh giấy ghi lại dòng chữ chăn chối cuối cùng, đó là: oan uổng quá. Viên quan giật mình nhớ lại họ Trương khi xưa, lòng đầy bất an. Vài năm sau khi con trai mất, vợ ông ta sinh được một người con trai khác. Ngặt nỗi, đứa trẻ này lên 6 tuổi mà vẫn không biết nói. Ngày nọ nhìn đứa con đã lớn dần mà vẫn chỉ biết bi bô, viên quan than rằng: ta cả đời chủ tính mưu mẹo để giành lợi lộc cho con, cớ gì con lại ngu dại như thế, làm sao kế thừa cơ nghiệp được đây? Ngay lập tức đứa trẻ cất tiếng nói: vì đâu mà khổ như vậy, chẳng lẽ ông quên người họ Trương rồi sao? Đúng chính là tôi đây, vì tham lam ông cướp đất khiến gia đình tôi tan nát, nay tôi hại con ông để trả thù ông. Lúc này viên quan họ Thịnh mới thực sự kinh hãi. Ông ta phát điên đập phá đồ đạc, thậm chí là đòi nhảy từ trên lầu xuống, nơi mà khi xưa đã bày mưu tính kế đoạt lấy để mà xây lên. Rồi cuối cùng viên quan sủi bọt mép mà qua đời. Họ Thịnh từ ấy trở nên suy vong. Đứa con trai lớn lên trở thành phá gia chi tử, tiêu xài hết những gì cha để lại. Cuối cùng nó phải bán đi mọi sản nghiệp, kể cả tòa nhà lầu kia, khiến gia đình rơi vào túng quẫn. Sau cùng, đứa con cũng bị thiếu ăn thiếu đói mà lâm bệnh qua đời khi còn rất trẻ.
nhà họ Thịnh cũng tuyệt tự từ đấy. Câu chuyện thứ hai, cứu hai mạng người nhưng vẫn chết yểu. Đời vua Khang Hy của nhà Thanh, tại vùng Hà Giang có một người ngư phủ tên là Lưu Hành, cư ngụ bên bờ sông. Năm nọ mưa lớn, nước sông bỗng hóa lũ chảy xiết, nhấn chìm biết bao nhiêu là thuyền bè đi qua. Hôm ấy, có một thai phụ một mình chèo thuyền qua sông. Chẳng may đến giữa dòng thì mái chèo bị nước mạnh cuốn đi mất. Cô ấy hoảng sợ, kêu gào thảm thiết. Người dân trong làng đổ ra xem, nhưng không ai nghĩ ra cách gì có thể cứu được hai mẹ con thai phụ đáng thương ấy. Nhìn dòng nước dữ chảy cuồn cuộn, mọi người chùn bước vì chẳng may không cứu được mà mất thêm mạng người, có phải là đau xót hay không? Thế nhưng dường như có điều gì đó kỳ lạ khi chiếc thuyền nhỏ của người phụ nữ mặc dù đang bị xoay như trong chóng thì vẫn không hề bị lật như những chiếc thuyền khác. Trong lúc tất cả đang hoang mang bất lực nhìn người thai phụ kêu khóc thảm thương giữa dòng thì Lưu Hành lao đến, giọng tức giận của trách đám đàn ông đứng xem thấy chết không cứu. Các người há có phải là đại trượng phu hay không? Nói đoạn, người đàn ông vớ ngay chiếc bè trên bờ lao xuống dòng nước lũ, mặc cho nước cuồn cuộn. Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm sông nước, Lưu Hành đã đưa hai mẹ con thai phụ lên bờ. Pha giải cứu gây thót tim cho tất cả mọi người chứng kiến, vì hai chiếc thuyền suýt nữa thì bị lật mất. Sau cùng Lưu Hành đã đưa được người phụ nữ kia lên bè của mình để trèo về đến bờ. Chỉ vài ngày sau, thai phụ trở dạ, hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Ai nấy cũng đều vui mừng, chúc phúc cho gia đình cô ấy. Về phía Lưu Hành, cả làng đều khâm phục hành động trượng nghĩa của anh, lấy anh làm tấm gương để dạy dỗ cho những người trẻ tuổi. Thế nhưng chẳng hiểu sao, hơn một tháng sau vụ cứu vớt ấy, Lưu Hành bất ngờ đổ bệnh, vô phương cứu chữa. Điều kỳ lạ nữa là anh không cố gắng tìm thầy thuốc mà dặn dò vợ mình như sau: "Mình à, số tôi đã tận, hãy chuẩn bị mà lo hậu sự cho tôi." Vợ nghe xong thì chỉ biết khóc nức lên, than ông trời bất công. Dân làng thấy vậy rất thương xót, cho rằng vì sao một người tốt từng làm việc nghĩa như vậy mà kết cục lại không được tốt đẹp. Vậy công lý ở đâu, nhân quả ở đâu? Nghe mọi người bàn tán về mình như thế, Lưu Hành nhờ vợ đến mời trưởng làng đến nhà. Khi ông ta vừa vào, anh gắng gượng ngồi lên và nói: "Thưa bác trưởng làng, tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa. Với những gì mình đã làm, tôi ra đi không đáng tiếc. Ngặt nỗi để bà con hiểu lầm, lời ra tiếng vào thì không hay. Nay tôi mời bác đến đây để có đôi lời gửi gắm, mong bác thông báo cho mọi người được biết." Ngừng một chút để lấy sức, anh nói tiếp: "Vào cái đêm sau khi cứu người thai phụ kia, tôi có nằm mộng rằng có một vị quan lớn cầm cuốn sổ chỉ vào mặt tôi và nói: 'Nhà ngươi kiếp này làm nhiều điều thất đức, vì thế chiếu theo nhân quả ngươi sẽ đoản mệnh. Chưa hết, kiếp sau sẽ bị đầu thai làm thân heo lợn, năm đời bị giết mổ đau đớn. Thế nhưng may mắn cho nhà ngươi là đã cứu mạng hai mẹ con thai phụ ngày hôm nay. Vì vậy, nhờ phúc đức tích góp được lớn mà ngươi sẽ được đầu thai làm người. Tuy vậy, số kiếp đã tận, cái phúc đó không đủ để kéo dài tuổi thọ. Ta đến đây đã nói rõ cho ngươi được minh bạch, để cho nhân gian không trách cứ vì sao làm điều thiện mà vẫn yểu mệnh. Nhân quả kiếp này đã hoàn thành, mong sang kiếp sau làm người, nhà ngươi hãy cố gắng làm việc thiện, tích cóp công đức.'" Kể xong câu chuyện, Lưu Hành thở dài rồi nằm xuống. Chẳng bao lâu sau thì anh mất, để lại câu chuyện nhân quả thấm thía cho dân làng. Thưa quý vị, trong kinh điển của Phật giáo, tất cả những điều con người làm đều được chia làm 10 cấp độ thiện và 10 cấp độ ác. Trong 10 cấp độ thiện này lại chia làm 3 hạng nhỏ hơn, bao gồm hạng cao, hạng trung và hạng thấp.
nhân sinh nếu làm điều thiện ở mức cao, chẳng hạn như là cứu mạng người, cứu mang những kẻ khó khăn, hy sinh cho người khác, sẽ được tái sinh vào cõi trời, được tiếp xúc với thần Phật. Khi làm điều thiện ở mức trung, thì kiếp sau được tái sinh lại vào làm kiếp người. Còn nếu làm điều thiện chỉ ở mức thấp, linh hồn lạc vào cõi Atula. Trong cõi này vẫn có phúc báo, nhưng phải đấu tranh với ma quỷ ẩn chứa không ít sự hung hiểm. Cũng như vậy, làm điều ác ở mức độ thấp thì đầu thai chuyển kiếp thành giống loài súc sinh bị hành hạ cực nhọc, thậm chí là bị mổ xẻ, giết thịt. Làm điều ác ở mức trung thì chẳng được làm người mà cũng chẳng được làm thú, trở thành loài ma quỷ đói lang thang, bị nhân gian xua đuổi không nơi nương tựa. Tệ nhất là làm điều ác ở mức độ cao thì bị đọa đầy 18 tầng địa ngục, phải chịu hành hạ đau đớn, trả cho đủ nghiệp quả mới thôi. Phật đã dạy như thế, nhưng chính bản thân Đức Phật cũng nói rằng Ngài không có năng lực điều hành thay đổi nhân quả của bất kỳ ai. Đức Chí Tôn là người đầu tiên trên cõi đời này thấu hiểu được nhân và quả, số mệnh, từ đó lan truyền đến chúng sinh để cho tất thảy đều giác ngộ. Vì thế, đi chùa lễ Phật là tốt, nhưng bản thân mỗi người cũng phải suy nghĩ, hành động lương thiện. Nếu ngày đêm gõ mõ tụng kinh, nhưng ra đường làm điều xấu, sống ích kỷ, bon chen, thì cầu xin thần Phật có ích chi? Chẳng thần Phật nào có khả năng thay đổi số mệnh con người nếu như người đó không tự tu tâm tích đức, sống lương thiện. Câu chuyện thứ 3. Một chén trà mà được vinh hiển. Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương là người sáng lập ra triều đại nhà Minh, tồn tại tới tận gần 300 năm trong lịch sử Trung Quốc. Sách chép lại, ông là người xuất thân bần hàn nhưng biết thời cuộc nên có được thiên hạ. Tuy đã đạt được giàu sang, phú quý, lại ở ngôi cửu ngũ chí tôn, nhưng nhà vua đôi lúc vẫn nhớ thuở cơ hàn. Vì thế ông thường cải trang đi vào nhân gian, vừa để thăm thú, vừa xem đời sống nhân dân có tốt hay là không. Có một lần nọ, Chu Nguyên Chương đến một ngôi làng giữa tiết trời hạ đang nắng gắt, tìm mãi chẳng thấy quán nước nào. Ông cùng đám tùy tùng đành phải ghé vào một căn nhà tranh nhỏ ven đường để nghỉ chân. Thời ấy chẳng có phương tiện truyền thông đại chúng như bây giờ, cho nên dân chúng chẳng ai biết được nhà vua mặt mũi ra sao. Thấy khách đến, chủ nhà cũng là một người làm nông, nên đến mời một ly trà. Đang khát cháy cổ họng lại được uống trà thơm, chẳng khác nào được cao lương mỹ vị. Tách trà tuy dân dã, nhưng làm Chu Nguyên Chương rất thích thú, liền hỏi rõ tên tuổi, địa chỉ chủ nhà để trả ơn. Khi về đến kinh, ông sai người tìm lại tung tích người làm nông kia rồi bổ nhiệm làm một chức quan nhỏ. Nghe được tin đó, một vị tú tài cùng làng nhiều lần thi rớt cảm thấy rất bất bình. Bao năm học trong đèn sách, cơm đùm cơm nắm vất vả, khăn gói đi thi, mà giờ chẳng bằng một ông nông phu, không có học hành gì, uất ức chịu không được. Vị tú tài ấy liền biên một câu đối lên trước cửa ngôi đình của làng để than rằng: thập niên hàn song khổ, bất cập nhất bôi trà. Dịch ra là 10 năm gian khổ học tập chẳng bằng một chén trà. Vài năm sau, Chu Nguyên Chương lại cải trang đi qua ngôi làng này. Đến ngôi đình, ông bất chợt thấy dòng chữ kia, cảm thấy có đôi chút lạ lùng. Hỏi người trong làng thì nhà vua mới được thuật lại sự bất bình của người tú tài kia. Chu Nguyên Chương ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với đám tùy tùng: trao chức quan cho kẻ thi rớt kia, đối với ta dễ như là thò tay vào túi lấy đồ vậy. Nhưng cho hắn một bài học thì đáng giá hơn nhiều. Nói xong, liền sai người mang giấy bút biên lên một câu đối rằng: tha tài bất như nhĩ, nhĩ mệnh bất như tha. Có nghĩa rằng tài hắn không bằng ngươi, nhưng mệnh ngươi không bằng hắn. Cuộc sống là như vậy, đôi khi ta cảm thấy nhiều chuyện không công bằng, kẻ không làm thì được hưởng, người vất vả thì trắng tay, người sống tốt
đức độ thì lại gặp xui xẻo, trong khi kẻ ác đức thì lại may mắn, giàu sang, vui vẻ. Thậm chí số mệnh chúng ta đã khác nhau kể từ lúc sinh ra. Người thì xuất thân dòng dõi vinh hiển, được nhờ lộc của cha mẹ mà nhàn hạ, hưởng phúc cả đời. Kẻ thì sinh ra đã nghèo đói, mồ côi, từ nhỏ đã phải bươn chải mà cũng không no được cái bụng. Đời vốn dĩ là đã bất bình đẳng như vậy. Thế nhưng, nếu bảo rằng không thể nào thay đổi được số mệnh thì cũng không phải. Bởi, ngoài quy luật bất biến ra, thì cuộc đời mỗi chúng ta đều bị tác động bởi nhân quả và luân hồi chuyển kiếp. Theo góc độ này, thì kỳ thực, mỗi sinh linh đều bình đẳng như nhau. Nếu một người làm điều thiện mà cuộc sống vẫn khó khăn, không hạnh phúc, thì bởi vì tiền kiếp họ đã gây nghiệp mà chưa trả được hết. Ngược lại, người khác sống tuy không tốt, làm điều ác mà vẫn được hưởng hạnh phúc, thì đó là do kiếp trước phúc báu tích lũy quá dày, chưa dùng tận. Nhưng phúc báu cũng có hạn, giống như là tiền để trong tài khoản ngân hàng vậy. Nếu tưởng mình còn đang nhiều mà dùng phung phí thì cũng sẽ có đến lúc cạn. Trong khi đó, năng tích lũy thì phúc còn mãi, dùng không thể hết. Khi số mệnh con người không may mắn nhưng làm nhiều điều thiện, sống thật thà, chân thành, thì sự xui xẻo sẽ giảm đi và cuộc sống sẽ nở hoa. Quý vị thân mến, chúng ta không thể nào chọn được số mệnh cho mình, bởi đó là thiên cơ, mà thiên cơ thì bất khả lộ. Nhưng ta có quyền chọn lựa cách ứng xử đối mặt với số mệnh đó. Có những người luôn gặp xui xẻo trong cuộc sống, làm gì cũng hỏng, mãi không được hạnh phúc viên mãn. Vì thế, họ đâm ra oán hận ông trời, than rằng vì sao lại bất công đối với mình như vậy, dù chẳng làm gì sai trái. Để rồi họ trở nên ích kỷ, hẹp hòi, sống chỉ lo tư lợi cho mình, sẵn sàng trà đạp lên người khác. Với tư tưởng trả thù đời như thế, họ cũng sẽ mãi mãi chẳng có được hạnh phúc hằng mong mỏi. Thế nhưng thay đổi thái độ đối với số mệnh có thể khiến cuộc sống thay đổi. Và tiếp ngay sau đây là 4 điều mà ai cũng phải tự nhắc mình để cải biến vận mệnh. Thứ nhất, trong hành động phải có lương thiện. Một vị doanh nhân thường lặng lẽ gửi tiền ủng hộ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù vậy, ông không bao giờ xuất hiện mà luôn nhờ người khác liên hệ giúp mình, bởi ông không muốn các em biết mình là ai. Có người không hiểu, hỏi nguyên cớ vì sao. Ông đáp, một là để giữ gìn sự tôn nghiêm cho các em, để các em được giúp đỡ với lòng tự tôn. Hai là để các em không mang gánh nặng tư tưởng khi nghĩ tới việc báo đáp tôi thế nào. Người ấy vẫn không hiểu, lại hỏi rằng, thế anh mong cầu điều gì? Ông nói, nếu chỉ để mong cầu thì có lẽ tôi đã không làm việc ấy. Những năm qua, công ty tôi làm ăn khá thuận lợi, từ công ty nhỏ thành công ty lớn, từ công ty yếu thành công ty mạnh. Tôi luôn tự hỏi, phải chăng đó là ưu ái mà ông trời dành cho mình? Bởi vậy, tôi làm chút việc tốt không phải vì muốn nổi danh, mà chỉ để mình xứng đáng hơn. Kỳ thực, những gì bạn làm cho người khác cũng chính là làm cho bản thân mình. Cho yêu thương, bạn sẽ gặt hái yêu thương. Trao hy vọng, bạn sẽ tăng thêm hy vọng. Vậy nên, nếu bạn muốn được yêu thương, thì trước tiên hãy yêu thương người khác. Nếu bạn muốn người khác đối xử tốt với mình, trước tiên hãy đối xử tốt với họ. Sinh mệnh giống như một tiếng vọng. Bạn dành lương thiện cho người khác, cuối cùng thiện lương lại quay trở về bên bạn. Dù bạn đối xử tốt với ai thì nhìn xa hơn, thực ra lại là tốt với chính mình. Khi bạn phát hiện thấy từng nhành cây, ngọn cỏ, từng bông hoa đều đang mỉm cười với bạn, khi bạn phát hiện ra rằng mọi chuyện đều hanh thông thuận lợi, khi bạn phát hiện ra những người xung quanh ngày càng yêu mến bạn, thì đó chính là tiếng vọng lại của thiện lương. Điều thứ hai,
trong mắt có người. Chuyện xưa kể rằng, có một năm vào mùa đông, trời vô cùng giá rét. Ở nước Tề, tuyết rơi liên tục trong 3 ngày 3 đêm mà không ngớt, khiến cho người dân không ai dám đi ra ngoài. Nhưng ai có việc phải đi ra khỏi nhà đều cảm thấy lo lắng, khổ sở vô cùng. Vì vậy, ai cũng cầu mong cho đợt giá rét ấy nhanh chóng kết thúc. Nhưng ở trong cung Tề Cảnh Công, thân mặc áo lông, ung dung ngồi trước cửa sổ ngắm nhìn tuyết rơi. Khuôn mặt của ông lộ rõ niềm vui sướng. Tề Cảnh Công càng ngắm, càng thấy cảnh sắc tuyết rơi đẹp mê hồn. Trong lòng ông chỉ mong tuyết rơi nhiều hơn và lâu hơn nữa để cảnh đẹp ấy thêm phần diễm lệ. Vừa hay lúc đó, quan đại phu Yến Anh liền tiến lại gần. Tề Cảnh Công vui mừng nói: "Năm nay khí trời thật là kỳ lạ. Dù tuyết đã rơi nhiều ngày, nhưng ta vẫn cảm thấy ấm áp, giống như là mùa xuân vậy, chẳng có chút gì lạnh cả. Khanh có thấy như vậy không?" Yến Anh để ý thấy Tề Cảnh Công đang mặc áo lông, trong phòng lại có lò sưởi đang cháy hừng hực, nên đương nhiên cảm thấy ấm áp, không có gì là lạ. Nghĩ vậy, Yến Anh liền đáp lại: "Đại vương nói khí trời chẳng lạnh chút nào là sao?" Tề Cảnh Công nghe xong vừa gật đầu vừa cười rất sung sướng. Yến Anh bèn thẳng thừng đáp rằng: "Đại vương, thần nghe nói bậc minh quân ăn no sẽ nghĩ đến có người đang chịu đói, khi mặc ấm sẽ nghĩ đến có người đang rét lạnh, khi thoải mái sung sướng cũng nghĩ đến có người đang lao động khổ cực. Nhưng sao ngài chẳng hề lo nghĩ cho người khác vậy?" Nghe xong lời nói của Yến Anh, Tề Cảnh Công cảm thấy vô cùng xấu hổ. Sau đó, ông đi ra ngoài trời để thực sự cảm nhận cái lạnh ra sao. Dù mặc áo bông dày mà ông vẫn còn cảm thấy lạnh thấu xương buốt giá. Ông liền ra lệnh cho quân lính đem chia lương thực cho dân nghèo, những người vì lạnh giá mà không ra ngoài làm việc được. Những gì mình không muốn thì chớ có làm cho người khác. Những gì mình muốn lập thì cũng nên lập cho người khác. Những gì mình muốn đạt thì cũng nên cho người khác đạt được. Xưa nay, những người biết nghĩ và tôn trọng người khác thì đều được người đời tôn kính. Điều thứ ba, trong miệng có đức. Đức Phật giảng rằng, một câu nói ác cũng có thể chiêu cảm nghiệp khổ, bởi vì luật nhân quả không bỏ sót bất cứ một người nào. Miệng của mỗi người cần được giữ đức. Để giữ đức bằng miệng, bạn không nên nói những lời nghiệt ngã, chua ngoa. Khi tức giận, không nên chửi rủa người khác. Phúc báo là do nhân duyên hòa hợp. Những lời đáng giá, nhất là những lời mang tính đóng góp, khiến người nghe cảm thấy ấm áp, chân thành. Điều thứ tư, trong tâm có tình yêu thương. Tình yêu thương mới thật sự là mùa xuân vĩnh cửu của con người. Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi. Dù cuộc sống có khó khăn như thế nào đi chăng nữa, cũng đừng từ bỏ tình yêu thương. Dù chúng ta có cô đơn như thế nào đi chăng nữa, hãy đi trên con đường được xây dựng bởi nhân cách tốt. Con người sống trên đời này sẽ có những khó khăn vất vả khác nhau. Nhưng hy vọng, với mỗi đau thương đi qua, ta đều có thể cảm nhận được sự ấm áp của tình người. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ hiểu, có tấm lòng yêu thương còn khó hơn có được trí thông minh. Bởi vì thông minh là thiên phú, còn yêu thương là lựa chọn của chính chúng ta. Vì thế, nếu cuộc sống cho chúng ta lựa chọn, đừng ngần ngại, hãy lựa chọn yêu thương. Thưa quý vị, nhân sinh như mộng, quá lắm chỉ 100 năm. Bạn có trong đó 20 năm để sống vô tư và trưởng thành, thêm 20 năm để trải nghiệm cuộc sống và sống theo ý mình, có thêm 30, 40 năm nữa để đón nhận những gì mình làm. Mình sống theo cách mình đã gieo, đã cư xử. Đó chính là luật nhân quả. Có những sự nhân quả
nó sẽ theo ta đến tận kiếp sau. Nhưng có những quả báo, nó sẽ đến với ta ngay trong kiếp này, rất nhanh và nghiệt ngã. Và nhất định duyên lành sẽ hội tụ khi bạn sống tử tế, yêu thương chân thành. Trời xanh đã tự có an bài.